Xin chào tất cả các thầy cô. Một trong những cái điều mà rất quan trọng với một người giáo viên đó chính là vẽ hình đúng không? Rất là giáo viên dạy toán. Thì không biết bao nhiêu thầy cô đã đang dạy bộ môn toán giống như cô Tâm, thì có thể video này sẽ giúp ích thầy cô trong quá trình vẽ hình. Và xin mời thầy cô hãy xem video nhé. Phần mềm để vẽ hình đó là một trong những phần mềm mà cô Tâm hay dùng nhất, đó chính là phần mềm Sketchpad. Phần mềm này là một phần mềm mà các thầy cô có thể quan sát ở đây. Nó được Việt hóa và có tiếng Việt. Và đầu tiên cái video này thì cô Tâm sẽ hướng dẫn mọi người cách vẽ hình rất là đơn giản. Ở trên góc trái này là các bảng công cụ. Mũi tên là để nhìn thấy con chuột này. Chấm là điểm này. Hình tròn này. Đoạn thẳng này. Tứ giác này. Rồi viết chữ này. Bút này. Và những cái chức năng nâng cao. Và ở trên này là cái bảng lệnh, ví dụ như tệp tin, soạn thảo, hiển thị, dựng hình, phép biến hình, đo đạc, sổ, đồ thị. Thì cái video này nó rất đơn giản, cô Tâm sẽ hướng dẫn mọi người đó là cách vẽ, ví dụ như là vẽ tam giác, tứ giác, điểm như thế nào. Một là mình có thể trỏ chuột vào cái thanh công cụ này. Đây. Thì nó sẽ ra cho mình ba cái nút công cụ. Mình chọn một trong ba cái này. Thì ba nước công cụ này là gì? Nó không được phóng to được. Ở đây có cái nút đầu tiên là nút đoạn thẳng. Nút thứ hai là mũi tên, nó tức là tia. Nút thứ ba là có mũi tên hai đầu. Thì ví dụ vẽ đoạn thẳng mình chỉ cần chọn cái nút đầu tiên này. Đó, sau đó kích chuột trái bấm vào vùng trống này. Và kéo dê ra. Vậy là các thầy cô sẽ được một cái đoạn thẳng như thế này. Muốn vẽ tiếp để tạo thành tam giác thì xuất phát từ điểm này, mình sẽ phóng lên đây, phóng đây, đấy, đây là tam giác. Và bây giờ để đặt tên cho các cái đỉnh này thì mình chỉ cần bấm vào điểm này, sau đó kích chuột phải vào thì nó sẽ hiện lên một cái lệnh, đó là lệnh hiện nhãn. Thì mình sẽ bấm vào đây hoặc là nhãn của điểm cũng được. Thì nó mặc định là nó hiện ra ngay là chữ A cho mình. Đây là đối tượng đầu tiên. Và mình có thể vào đây để mình chỉnh sửa. Ok. Nếu mà điểm mà mình thấy nó sai thì mình có thể bấm trở lại. Và mình kích chuột. Và chọn là gì? Kích đúp chuột vào tên này. Sau mình có thể sửa thành điểm B, điểm C gì đó. Đấy, còn nếu mà không muốn đổi thì mình sẽ nhấn vào Cancel. Cô Tâm có thể chụp lại cái bước làm cho các thầy cô nhé. Bước đầu tiên là mình đi vẽ đoạn thẳng này. Bấm vào công cụ đoạn thẳng này. Bước đầu tiên là vẽ đoạn thẳng. Và nút công cụ. Và sau đó chỉ cần làm gì? Dê chuột, chấm chuột ra ngoài màn hình này. Tạo điểm đầu tiên. Rồi dê chuột trái. Rồi sang cái vị trí thứ hai. Bước tiếp theo là chúng ta đặt tên cho điểm. Về đoạn thẳng mà muốn đặt tên chúng ta cũng đặt được, hay là một đối tượng bất kỳ. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ là kích phải chuột vào đối tượng này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ chọn hiện nhãn. Kích chuột phải vào, sau đó sẽ chọn, ví dụ ở đây là cái nút này là có nhãn rồi, cái nút đầu tiên này, ta sẽ chọn là hiện nhãn hoặc là nhãn của điểm, chọn cái nào cũng được. Chọn hiện nhãn hoặc nhãn của điểm.
Nếu muốn sửa tên thì kích đúc vào tên, kích đúc chuột trái. Vào tên. Thì hiện lên bảng để chỉnh sửa. Ví dụ là kích chữ B này. Ví dụ như đây là hiện tại là mình không chọn được đối tượng bởi vì mình đang ở trong công cụ mũi tên. Trên muốn chọn đối tượng này mình phải quay trở về cái công cụ mũi tên này. Chứ nếu không là không được chọn được đối tượng. Muốn chọn được đối tượng thì phải quay trở lại công cụ mũi tên. Chú ý này. Muốn chọn lại, chọn đối tượng thì cần chọn công cụ mũi tên trước. Còn đây khi mà hiện lên bảng chỉnh sửa thì nó sẽ hiện lên như thế nào? Nghĩa đang là đoạn thẳng này mình phải bấm vào mũi tên này thì nó mới ra được cái hình bàn tay mình kích đúc vào đây. Đấy, nó sẽ hiện lên nhãn như thế này. Thì mình sẽ sửa ở trong cái vùng này. Tương tự như thế thì thầy cô sẽ vẽ được tam giác, tứ giác hay bất kỳ. Điểm này thì mình C này. Hiện nhãn. Mình bấm vào hiện nhãn tức là nó sẽ mặc định theo thứ tự alpha theo cái bảng chữ cái. Còn mình không muốn là ABC thì mình MNP thì mình sửa. Được đây, đây sửa cái chữ A thành chữ M này. Chữ B thì là chữ N này. Hay là chữ C là chữ P này. Rồi, đấy là hình cơ bản đầu tiên, điểm và đoạn thẳng. Thế là trên cái đường thẳng này mình có thể lấy đối tượng là gì? Đó là lấy điểm đây. Thì kích chọn vào đường thẳng này, đoạn thẳng này và sau đó bấm vào dựng hình. Cái công cụ dựng hình này cũng dựng được rất nhiều đối tượng. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy điểm thuộc vào đoạn thẳng đã. Lấy điểm thuộc vào đoạn thẳng. Để lấy điểm thuộc vào đoạn thẳng. Ba. Thì chọn đoạn thẳng trước. Kích chuột trái chọn đoạn thẳng. Hay là đường thẳng. Sau đó vào nút dựng hình. Và chọn điểm thuộc đoạn thẳng. Hay là điểm thẳng. Điểm đường thẳng. Mình không vẽ đoạn thẳng nữa, mình vào đây. Vào đây có tâm là có 3 cái đúng không? Thì đường thẳng mình sẽ chọn cái nút thứ 3 này. Lúc này mình chỉ cần chấn ở đây là ra được đường thẳng. Đấy. Và lấy đối tượng ở trên đường thẳng này một điểm. Kích chuột vào đây và dựng hình. Thì nó sẽ ra điểm thuộc đường thẳng như thế này.
Rồi. Ngoài cái chức năng như thế này thì còn rất nhiều những chức năng khác, thì có thể là hẹn các thầy cô ở video sau. Lúc đầu tiên chúng ta làm quen với các cái nút cơ bản này đúng không? Để nhập chữ cũng có thể nhập được này, và chữ A này, kích cho ra ngoài này. Vẽ một cái ô ra. Xin chào các thầy cô. Rất là tuyệt vời đúng không? Là công cụ gõ chữ này. Công cụ gõ chữ. Ví dụ mình giảng bài mình có thể điền được đề bài vào đây đúng không? Công cụ gõ chữ. Là công cụ này. Đấy. Sau khi chọn cái chữ A xong, chọn hình chữ A. Sau đó làm gì? Kéo dê chuột trái thành một cái khung ở bên ngoài. Kéo dê chuột trái. Ra bên ngoài. Rồi nhập chữ vào. Và gõ tiếng Việt như bình thường. Sau khi xong thì nó trở thành một đối tượng. Mình muốn sửa thì chỉ cần kích con chuột vào là sửa được. Một cái video rất là ngắn, hy vọng là giới thiệu được thầy cô một cái phần mềm để vẽ hình. Và có rất nhiều chức năng khác nữa. Thì cô Tâm sẽ hẹn các thầy cô vào những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.